Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Hồ Lại, tiếp tục những clip về mẹo thủ thuật. Thì trong clip này mình sẽ dẫn các bạn cách làm sao chúng ta có thể là tải về một cái video mà nó là một cái link tròn nha các bạn, link là dạng chấm .mp4 ở trên trình duyệt của các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thử tải cho các bạn xem nha. Tại vì sao mà mình phải hướng dẫn các bạn tải? Bình thường thì iPhone nó sẽ không cho các bạn tải cái link dạng đó nha các bạn nha. Đây, mình thì sẽ vào trong cái Safari ha, mình sẽ vào một cái đường dẫn này là link MP4, link trần luôn nha các bạn nha. Đây, học nghề sale.com đúng không nè, đây là cái link của mình nè. Rồi mình sẽ vào là cái link này, tải về đây. Đấy, cái link của nó là dạng MP4 như thế này luôn các bạn ạ. À, trường hợp các bạn được người khác chia sẻ cái link dạng này đúng không, đấy, các bạn biết nguồn gốc của nó, ok, link này là link không có virus gì hết, các bạn yên tâm. Và các bạn là muốn tải về link dạng này, nhưng mà khi các bạn bấm vào thì nó hiện cái video dạng này nè. Đó, nó không có cái nút để các bạn tải về ha. Các bạn bấm vào cái dấu ba chấm này thì các bạn cũng không có cái nút để tải về, đúng không nè, không có nút để tải về. Đấy, rồi các bạn bấm như thế này, bấm enter thì các bạn cũng không có cái nút để tải về ở đây, đúng không? Không có nút nào hết để tải về. Các bạn nhấn giữ vào video thì nó cũng không có cái nút gì để tải về hết. Thì bây giờ các bạn sẽ copy cho mình cái đường link này nhé. Copy cho mình cái đường link này, các bạn nhấn vào cái đây, cái nút này nè, nút chia sẻ nè. Nhấn vào. Các bạn vô trong này cũng không có cái link, các bạn chia sẻ thì cũng dạng link, chia sẻ dạng liên kết các bạn, nó chia sẻ cái liên kết này thôi. Đấy, các bạn nhấn vào load vào tệp cho mình nè, đây, hãy load vào tệp. Đấy. Rồi. Đấy. Các bạn chọn là load cho mình nha. Đấy, load. Đấy. Rồi, trường hợp nếu mà các bạn không thấy có chữ đây, các bạn nhấn vào đây, chia sẻ đây. Các bạn hãy kéo xuống phía dưới, các bạn không có chữ lưu vào tệp ở đây ha. Trường hợp nếu nó không cho lưu vào tệp nha. Đấy, không cho lưu vào tệp này thì các bạn sao chép cái đường link này cho mình. Rồi, các bạn sẽ vô lên cái Google, các bạn tìm từ khóa là link download generator cho mình nha. Download generator. Đây. Các bạn thấy cái web này không? Hoặc là các bạn vào Google các bạn tìm cho mình luôn. Generator. Đây, các bạn đừng bấm đi nè. Rồi, nó sẽ vô Google. Vô Google. Đấy, các bạn thấy cái web mà AdReason này nè. Download Link Generator nè. Các bạn nhấn vào cho mình. Đúng không nè? Rồi. Sau đó các bạn kéo xuống phía dưới nè. Rồi, các bạn sẽ thấy cái đây. Cái please enter your URL nè, các bạn nhấn vào cái hộp này. Sau các bạn nhấn giữ vào, các bạn chọn dán cho mình. Rồi các bạn chọn là save target as. Rồi. Đấy, thì nó sẽ báo là các bạn có hỏi là bạn có muốn tải về cái link clip, cái clip đó hay không, bằng cái link hồi nãy mà mình có, các bạn nhấn tải về thì nó cũng sẽ tải về được cho các bạn ha. Nhưng mà cái bước này thì nó hơi dài dòng xíu, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hơn. Rồi. Thì cái hồi nãy clip hồi nãy nó đã lưu vào tệp rồi. Thì tệp nó nằm ở đâu? Tệp là nằm ở trong cái đây, cái ứng dụng này nè các bạn. Đây, ứng dụng tệp này nè. Đấy. Thì clip hồi nãy nó nằm ở trong đây ha các bạn ha, gần đây nè. Các bạn thấy không? Đó, thì clip nãy nó lưu ở đây. Hồi nãy là 10 giờ 12 phút đúng không? Nãy là bây giờ là 10 giờ 14 phút, hồi nãy là 10 giờ 12 phút nè, là clip hồi nãy mình tải về đây nè. Rồi còn clip này là mình đang tải trên cái web, bằng cái web hồi nãy ha. Có hai cách đó, mình hướng dẫn các bạn hai cách luôn. Rồi thì trường hợp là dụ sư như là mình tải bằng cái clip hồi nãy và cái web hồi nãy về xong rồi đi. Thì bây giờ mình có cái mình hủy cái này đi thì nó cũng sẽ ra một clip như này, nó nằm ở trong phần tệp nha các bạn nha. Đấy, thì mình bấm hủy cái hồi nãy ha. Giả sử như mình tải bằng hai cách là được rồi, hết rồi ha. Thì nó đây, nó ra clip này ha. Thì bây giờ để mà làm sao nó hiện ở trong cái phần ảnh của mình ha. Đây, làm sao để hiện trong cái phần ảnh này. Hiện tại nó vẫn chưa có nằm trong phần ảnh. Thì bây giờ mình sẽ vào lại trong cái tệp. Rồi mình sẽ vào cho cái clip đây mình nãy mình tải về được nè. Mình nhấn vào clip đó ha. Rồi, sau đó các bạn nhấn vào cái nút chia sẻ này tiếp cho mình nha. Rồi, các bạn chọn load video. À, load video. Rồi, thì bây giờ nó để, bạn nhấn xong các bạn vào trong cái ảnh nó để có là cái video đó rồi. Đây, cái video đây hả các bạn ha. Đấy, rồi, đấy, khá là đơn giản các bạn ha. Rồi, thì mình đã hướng dẫn xong các bạn cách làm sao
chúng ta có thể tải cái video và cái link trần trực tiếp từ trang web và cái điện thoại của các bạn, điện thoại iPhone của các bạn. Và nếu các bạn thấy clip bên này mới, hãy like cái video này để mình có động lực làm thêm clip khác hay hơn, và đặc biệt là để thuật toán YouTube đề xuất video của mình đến nhiều hơn nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.